Chào các bác yêu hoa hồng. Hôm nay shop mới về rất nhiều cây hồng leo Hải Phòng, hồng leo các loại, hồng leo biết shop, hồng leo Ken. Đây là cây Ken. Bít xốp đang ra nụ. Đây là cây hồng leo Spirit. Cây cao 1m6. Đây là cây Ken Abraham. Đây là cây hồng leo Abraham. Cây này là có khách đặt thì rất sai hoa. Đây là một số chậu hồng Vân Khôi, chậu hồng Misaki. Misaki hoa thơm, cũng có khách đặt rồi. Đây là hồng Molinex. Đây là cây leo của Hải Phòng. Cây hồng leo giờ hết vuốt, hoa trắng giống hoa Misaki, thơm. Đây là Everton à? Everton mùi thơm như là hồng nhung ta, thơm hơn. Bên cửa ấy, cái loại